Đỏ nhảy mã cánh trái thông xe là nước cờ được trình bày trong Trung Quốc tượng Kỳ Phả 1, xuất bản năm 1957. Cờ đen có hai phương án ứng phó, một là pháo hai bình 8 và hai là pháo hai bình 7. Ngoài ra đen còn 3 khả năng liên quân khác. Một là đen đi pháo 2 tiến 2 nhằm tránh đỏ đi nước pháo 8 tiến 5. Như tiếp theo. Đen bình pháo sơ lộ 8 hình thành cao điệp pháo. Đỏ phi pháo là cờ đỏ mưu đi tốt 3 tiến 1 nhằm chơi pháo trống. Đen hoành xe cánh trái là đề phòng đỏ đi mã 3 tiến 4 đoạt tiên. Đỏ đi tốt biên là cờ đỏ dọa đi tiếp tốt 1 tiến 1 nhằm không cho xe 9 của đen di động. Đỏ nhảy mã bàn hà là cờ đỏ dọa tốt 3 tiến 1 uy hiếp pháo kiêm mã 4 tiến 6 đuổi mã đen. Cờ đỏ nhân cơ hội đấm tốt biên qua sông phá tan điệp pháo của đen. Cờ đỏ ưu thế hai là đen đi tốt 9 tiến 1. Đây là nước cờ mà Dư Khoái dùng đối phó với Vương Kinh Nguyên ở giải vô địch Canada năm 2002. Như tiếp theo. Trở về như nước đi của phương án pháo 2 bình 8 biến pháo 8 tiến 5 tái biến tốt 9 tiến 1. Và 3 là đen đi tốt 3 tiến 1.
Tượng đen không thể ăn tốt, vì nếu ăn, cờ đen sẽ mất pháo. Cờ đỏ ưu thế. Phương án đi quân nước đen, pháo hai bình tám. Đỏ phi pháo lên hàng tượng, cấm đen nhảy mã hoặc bay tượng lên đầu. Đến đây, cờ đen bốn khả năng đi quân. Một là tốt 9 tiến 1. Hai là tượng 3 tiến 1. 3 là xe 1 tiến 1. Và 4 là xe 9 tiến 1. Ngoài ra, đen bốn khả năng quân khác. Một là đen đi xe 1 tiến 2. Đỏ đi tốt đầu nhằm ép đen lên sĩ, cản đường của xe 9. Như tiếp theo. Cờ đỏ chờ mã 5 tiến 3 hoặc pháo 5 tiến 3. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đen đi pháo sau 8 bình 4 nhằm điều chỉnh trận hình, nhưng cờ đen mất nước. Như tiếp theo. Cờ đỏ hơn 4 nước. Cờ đỏ ưu thế. Ba là đã đi sĩ 6 tiến 5. Đỏ đi top 3 là cờ đỏ mưu đi tiếp tốt 3 tiến 1.
Đến đây, cỏ đen có hai khả năng phó. Một là đi số 7 tiến 2 ăn mã. Đỏ thắng cờ. Hai là đã đi mã 6 lùi 7 ăn mã. Đỏ cũng thắng cờ. Và 4 là đã đi mã 8 tiến 9. Sau khi đổi pháo, cờ đen các quân tán loạn. Đến đây, cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là đã đi pháo 8 bình 6. Cờ đỏ hơn quân ưu thế. Và hai là đã đi pháo 8 bình 7. Cờ đen mất quân. Khả năng đi quân nước đen tốt 9 tiến 1. Đen tiến tốt.
nhằm thông xe. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là tốt 7 tiến 1. Và hai là mã 2 tiến 3. Khả năng đi có đỏ tốt 7 tiến 1. Đỏ nhảy mã lên hà. Đổi lại, như đỏ đi tốt 1 tiến 1. Cờ đen không yếu. Như đỏ mã 7 tiến 6. Đỏ nhảy mã lên tuyến 4. Đỏ cũng có thể đi mã 6 tiến 5. Đen lên sĩ, nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Cờ đen mưu đi pháo 8 bình 5 ăn mã. Sau đó đi mã 8 tiến 6 bắt đôi. Như tiếp theo. Cờ đỏ đầy đủ binh chủng, lại hơn tốt đầu. Cờ đỏ dễ đi. Như đỏ mã 6 tiến 4. Đen bay thượng lên đỏ. Đổi lại, đen đi xe 9 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế.
như đen tượng bảy tiếng ong. Đen hoành xe, đổi lại đen đi sĩ 6 tiến 5, cờ đỏ ưu thế. Như đen sẽ 9 tiến 1, cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại các nó đi. Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghe cái thành công thế trận tả điệp pháo.